Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ thông qua những phương tiện thông tin, ai cũng biết hút thuốc là rất có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, mọi người chỉ chú ý đến tác hại trực tiếp của thuốc lá đến người hút trực tiếp. Và với nhiều người, nếu không hút thuốc lá, sẽ không bị các bệnh liên quan đến thuốc lá. Tuy nhiên, sự thật là ngay cả những người không trực tiếp hút thuốc lá mà chỉ cần ngửi phải khói thuốc hàng ngày thì nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá vẫn rất cao. Thực tế, tại nhiều nơi công cộng, tình trạng hút thuốc lá vẫn tiếp tục diễn ra. Điều này cũng có nghĩa là hàng ngày, hàng giờ có hàng triệu người dù không hút thuốc lá nhưng vẫn phải chịu ảnh hưởng từ khói thuốc lá một cách thụ động. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì Việt Nam thuộc nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá ở người trưởng thành trên 15 tuổi cao nhất thế giới, và tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá tại Việt Nam là 47,4%. Theo thống kê của Bộ Y tế, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể tăng lên tới 70.000 người mỗi năm. Thời gian qua, nước ta đã đạt được nhiều kết quả trong phòng chống tác hại thuốc lá. Kết quả nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc lá cho thấy, tỷ lệ nam giới sử dụng thuốc lá là 42,3%. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2019-2020, nước ta đã ghi nhận gần 1.000 trường hợp cai nghiện thành công trên một năm. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có trên 15 triệu người trưởng thành hút thuốc lá. Nhiều người chịu tác động thụ động từ thuốc lá gây ra. Nói về thuốc lá thì thuốc lá là một cái vũ khí gây chết người thầm lặng mà người dân chúng ta không ai mà hiểu sâu rõ về nó. Thì vấn đề thuốc lá thì nói chung là tình hình hút thuốc lá nó có nhiều tác hại đến sức khỏe. Thì trong cái thuốc lá, trong khói thuốc lá nó có nhiều chất để gây, như là 7.000 chất để hóa chất độc hại, rồi nó có 69 chất gây ung thư, rồi nó có khoảng chất nicotine, rồi chất monoxide carbon. Thì nói chung là khi mà những cái khói thuốc lá mà chúng ta hút thuốc lá, hoặc những người hút thuốc lá chủ động rồi người hút lá thụ động đều có thể là gây tác hại. Thuốc lá thì gây tác hại giống như nhau, thì như chúng ta đã biết, những cái chất nó vào cơ thể chúng ta nó gây chuyển hóa những cái chất trong cơ thể chúng ta, nhất là nó sẽ gây nhất chất nicotine, là đặc biệt chất nicotine là chất gây nghiện, nó cũng ngang ngang như cái heroin mà chúng ta đã từng biết rồi. Khi mà người hút thuốc lá thì nó nghiện rồi, không có thể người ta không thể bỏ được cái chất thuốc lá đó. Cái thuốc lá nó sẽ gây tác hại đến như là gây ung thư phổi nè, rồi gây ảnh hưởng đến các cơ quan, như là về phụ nữ thì nó hạn chế cái sinh sản, mà nếu có thai được thì sinh cũng có thường là sinh non, sẽ gây cho sinh ra trẻ em sinh ra nó sẽ bị dễ sinh dưỡng, rồi gây đến tác hại như ung thư các bộ phận, như là có thể ung thư tới họng, thanh quản, rồi có thể ảnh hưởng đến cái dạ dày của chúng ta nữa. Thưa quý vị và các bạn, hút thuốc thụ động là thuật ngữ để chỉ những người không hút thuốc nhưng hít phải khói thuốc từ người hút thuốc, đôi khi được hiểu là môi trường có thuốc lá. Đây là vấn đề đáng lo ngại, bởi hút thuốc lá thụ động gây tác hại cho sức khỏe không kém người đang hút thuốc. Tại Việt Nam, có tới 70% trẻ dưới 5 tuổi bị phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động. Thuốc lá không chỉ có tác hại đối với người hút, mà những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng, nhiễm độc. Đặc biệt, người hít phải khói thuốc có nguy cơ bị bệnh cao gấp 10 lần người hút thuốc. Bên cạnh những báo động về gánh nặng bệnh tật do sử dụng thuốc lá gây ra, theo thống kê của Bộ Y tế, hiện Việt Nam có khoảng 33 triệu người không hút thuốc nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc tại nhà, và hơn 5 triệu người trưởng thành không hút thuốc lá thường xuyên, hít phải khói thuốc tại nơi làm việc. Việc hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, tuy nhiên ngay cả những người không trực tiếp hút thuốc mà ngửi phải khói thuốc lá một cách thụ động hàng ngày thì nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá vẫn còn cao. Một số người nghĩ rằng việc mở cửa sổ hoặc sử dụng quạt sẽ ngăn chặn việc tiếp xúc với khói thuốc. Nhưng các nghiên cứu cho thấy các độc tố từ khói thuốc không biến mất. Khói thuốc lá có thể tồn tại trong không khí, ngay cả khi không còn nhìn thấy hoặc ngửi thấy được. Thì nói chung là hút thuốc lá thụ động là khi trong không khí, cái khói thuốc lá nó vẫn bay lơ lửng trong không khí. Thì những người hít cái khói thuốc nó vô trong cơ thể thì nó cũng gây như những người hút thuốc lá chủ động. Đặc biệt là hút thuốc lá thụ động nó sẽ ảnh hưởng đến, thí dụ như trẻ em cũng có thể bị, người lớn ở trong không khí, trong môi trường mà có thuốc lá thì sẽ bị ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình. Thứ nhất là ảnh hưởng đến, thí dụ như trẻ em thì có thể ảnh hưởng đến hệ thống não, rồi người lớn thì có thể ảnh hưởng, như là hút thuốc thụ động cũng có thể gây lên những cái cơn hen suyễn, rồi gây viêm phổi mãn tính.
gây bệnh COPD lâu ngày sẽ có thể là dẫn đến bị ung thư phổi, rồi có thể là dẫn đến các bệnh như là bệnh đột quỵ do tai biến của cái ảnh hưởng của khói thuốc lá. Theo khi mà đọc báo, sách báo thì tôi thấy thì thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe trực tiếp với người hút thuốc, thì nhất là sẽ ảnh hưởng đến các cái bệnh như bệnh phổi, rồi các bệnh có thể là gây ung thư. Và khi hút thuốc thì chúng ta có thuốc chủ động và thụ động, thì khi chủ động thì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến mặt khỏe thân sức khỏe chúng ta, còn ảnh hưởng đến gia đình, người xung quanh, con cái hoặc là bạn bè thì đó là hút thuốc thụ động. Thì các cái bệnh thì chúng ta đã có nghiên cứu, thì các bệnh liên quan đến về đường về phổi, về ung thư, rồi các cái bệnh về các ảnh hưởng đến thuốc lá chúng ta đã có triển khai trên báo chí, sách đài, thì thuốc lá cũng ảnh hưởng rất đến em bé và trẻ nhỏ trong thai nhi, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi và bà mẹ em bé. Ngoài việc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản thân, đối với người hút thuốc lá trực tiếp tại nơi công cộng, nơi đông người, còn ảnh hưởng đến những người xung quanh, mặc dù không muốn nhưng họ vẫn phải hút thuốc lá một cách thụ động. Theo tôi là bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, nó làm mình rất là ngợp. Em ví dụ như ngồi gần đi thì có thể là những người xung quanh, ví dụ có một xíu là không thiếu ý thức một chút xíu, thì tại cái môi trường rất là nhiều người thì làm những người xung quanh rất là ngợp, với lại ảnh hưởng, ví dụ ảnh hưởng tới sức khỏe không những chính bản thân của họ mà cả chúng ta luôn đó, những người mà có nghĩa là bị ảnh hưởng đến những là căn bệnh như là phổi. Khi mà đi đến những nơi công cộng có những người xung quanh hút thuốc lá thì bản thân tôi thấy điều này nó gây ảnh hưởng không tốt đối với mình, cho nên là tôi cũng tìm cách đi ở một cái khu vực mà không có người hút thuốc lá. Và tôi nghĩ là khi mà chúng ta đến nơi công cộng thì chúng ta nên có ý thức hơn trong cái việc hút thuốc lá, bởi vì nó không chỉ khói thuốc lá không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta mà nó còn gây tác hại đối với những người xung quanh. Vì vậy bản thân mình nên nâng cao ý thức trong cái vấn đề đó, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Cũng có những cái trường hợp người thân mình cũng có hút thuốc lá thì mình hỏi, thì thứ nhất là có thể là do tác động của cái người kế bên. Thí dụ như cái người này hút thì có nghĩa là cũng có thể là cách mời gọi hút, rồi người ta hình thành một cái thói quen. Thì khi hỏi ra thì có một số người thì nói là khi hút thuốc lá thì làm đầu óc của chúng ta tỉnh táo hơn hay như thế nào đó. Nhưng mà em thấy cái đó thì đó là chỉ là cái tác dụng mà cái người đó cảm nhận thôi. Nhưng mà bên sau đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người đó. Nó nên thì em cũng mong muốn là những người đó nên từ bỏ, không có nên hút thuốc lá. Tại vì cái những người mà hút thuốc không những bị bệnh không mà cũng phải liên quan tới những người xung quanh nữa, ví dụ như vợ con nè, hoặc là những người đó ví dụ như trong quán ăn, quán nước hay là cái như thế nào đó cũng bị ảnh hưởng. Trong thời gian vừa qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá Tây Ninh đã tăng cường các đợt tuyên truyền vận động trực tiếp về công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại các địa điểm trường học, bệnh viện và công sở, đồng thời tích cực giám sát liên ngành hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, đặt các pano, các biển cấm hút thuốc lá. Tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường không có khói thuốc lá, giảm tối đa tác hại từ thuốc lá đối với những người hút thuốc lá trực tiếp và người hút thuốc thụ động. Tuy nhiên, ngoài sự vào cuộc của ngành chức năng, thì nếu muốn xây dựng môi trường không có khói thuốc lá, thì phải ngưng việc hút thuốc lá. Và nếu muốn cai thuốc lá hoàn toàn, người hút thuốc lá cần phải có quyết tâm cao và có sự động viên từ gia đình, người thân và bạn bè, đặc biệt là đối với giới trẻ hiện nay. Thì đối với những người đã có gia đình, chúng ta nên bỏ thuốc lá. Thứ nhất, bỏ lên cho bản thân chúng ta, sức khỏe chúng ta. Thứ hai là đến gia đình, đến người thân cũng như là con cái. Thì ảnh hưởng khi chúng ta hút, chúng ta sẽ gói thuốc, ảnh hưởng đến trực tiếp con cái cũng như vợ con. Thì chúng ta có quá trình bỏ thì chúng ta không bỏ liền được, chúng ta bỏ từ từ. Trong quá trình hút thuốc, nếu mà chúng ta bỏ từ từ thì chúng ta là cai nghiện từ từ, thì chúng ta là sẽ hạn chế. Và khi là chúng ta sẽ khi hút, chúng ta sẽ né khó tránh những nơi công cộng cũng như là có người em bé trẻ nhỏ, thì chúng ta sẽ tới cái lúc mà chúng ta sẽ cai hẳn. Tôi nghĩ cai thuốc lá là một cái vấn đề rất là khó. Tôi cũng có một số người bạn, họ cũng thử cai thuốc lá bằng nhiều phương pháp và vẫn khó có thể cai được thuốc lá. Vì vậy tôi nghĩ là ngoài cái sự tự giác ý thức của người hút thuốc lá, họ tự cai, thì cần có sự đồng hành động viên rất lớn từ phía gia đình. Nói chung thì cai thuốc hiện tại thì nói chung là do cái thứ nhất, đặc biệt là mình phải do cái cơ thể của mình chủ động để mình cai thôi, chứ thật sự ra những cái cai thuốc, những cái thuốc mình ngậm hay là những cái kẹo mà ngậm để cai thuốc thì nó cũng là một cái hỗ trợ thôi cho người cai thuốc lá. Đặc biệt là muốn cai thuốc lá được thì cái người hút thuốc lá nó phải chủ động, là mình phải kiên quyết mình mới có thể cai được cái thuốc lá đó.
Thưa quý vị và các bạn, việc cai thuốc lá thành công hay không phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên, người đã cai nghiện thuốc lá cũng nên tránh xa các môi trường có khói thuốc lá, hạn chế dùng thuốc lá trong văn hóa giao lưu và trò chuyện cùng bạn bè. Quan trọng hơn là mỗi người cần có ý thức bảo vệ sức khỏe, không chỉ cho bản thân mình mà còn giảm tác hại của khói thuốc lá đối với những người thân và những người xung quanh. Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây xin tạm dừng. Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người được phát sóng vào lúc 16 giờ 50 phút các ngày Chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng trên kênh TTV11 và trên các hạ tần số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.